20 bài này là chúng ta tóm tắt cái nội dung của Excel. Như vậy thầy sẽ đi nhanh, những cái nội dung nào mà các bạn cảm thấy mà chưa ổn thì thầy dừng lại. Trong Excel chúng ta có, trước mình tóm tắt về phần Excel rồi đúng không? Có ô rồi có worksheet. Thôi tập trung đi. Như vậy ở đây chúng ta có các phép toán nè. Ví dụ như là người ta ghi yêu cầu mình tính là x cộng y chia 2, nhân 2. Như vậy chỗ này mình sẽ ghi công thức là bằng gì? X đâu nè? À x là 9 nhưng mà nó không phải là 9 mà nó là A3. Chúng ta sẽ đưa dấu ngoặc trước này. Cộng với lại B3 nhân 2. Đấy là công thức của chúng ta. X bình phương, x tức là A3 bình. Bình thì các bạn dùng dấu mũ. Bình cộng với lại B3. Dấu mũ cộng với lại 2 nhân A nhân B. Như vậy thì khá đơn giản đúng không nào? Tương tự như vậy các bạn làm cho x chia y và 3xy. Đấy, như vậy chúng ta có công thức. Và chúng ta copy thì chúng ta chỉ cần double click ở đây là nó copy nguyên bản như chúng ta. Bài thứ nhất, bài thứ hai là về các phép toán so sánh. Ví dụ mình gõ là A lớn hơn B. A lớn hơn B. Đấy. Thì tương tự như vậy, A nhỏ hơn B, A lớn hơn bằng, A nhỏ hơn bằng. Thì nó cũng ra giá trị là giá trị logic là true false. Rồi hàm này, các cái hàm này rất là cơ bản mà chúng ta xài tương đối nhiều. Đây là bốn hàm mà chúng ta xài nhiều nè. Như vậy hàm mod dùng để làm cái gì? Hàm mod dùng để làm cái gì? Làm gì các bạn? Chia gì? Chia lấy? Lấy dư. Nó sẽ bằng mod mod của 7. Ở đây các bạn khi mà các bạn viết một cái hàm thì ở dưới nó có một cái tip, các bạn sẽ chú ý cái tip của nó hướng dẫn. Đó, cái tip của nó hướng dẫn ở dưới nè. Thì hàm này chúng ta có mấy lối số? Cái ở trong dấu ngoặc này chúng ta gọi là đối số. Vậy hàm này có hai đối số cách nhau bởi dấu phẩy. Có những máy nó là dấu chấm phẩy thì tùy theo máy nha. Máy của bạn setup nó khác thầy. Ví dụ như là máy của thầy đã setup là mặc định của nó là chữ Anh. Tức là ngày tháng dấu phẩy rồi đó là theo chữ Anh cho nên là chỗ này dấu phẩy. Còn nếu các bạn mà đổi lại thành chữ Việt rồi á thì chỗ này nó là dấu chấm phẩy. Thì tùy theo cái máy các bạn thấy nó hướng dẫn gì thì mình làm cái đó. Rồi phẩy của y đóng ngoặc hay không đóng ngoặc, mình enter nó cũng tự đóng ngoặc cho mình. Như vậy 7 chia 2 dư 1. Bây giờ tương tự như vậy 13 mà chia 4 dư mấy? Dư 1, mình xem tụi nó dư mấy nha. Tại sao? Tại vì cái này của mình là phép trừ. Như vậy thực ra là nó chia cho trừ 5 á. Các bạn coi cái dấu trừ nha. Rồi, như vậy thì cái này dấu dương thì rất là dễ. Và tí nữa thầy sẽ cho các bạn thấy là hàm mod này mình dùng để làm cái gì. Quan trọng nhất là ứng dụng để làm cái gì. Hàm in thì bây giờ thầy sẽ bằng x chia y trước, 7 chia 2
7 chia 2 bằng 3.5, 0 chấm trừ 3.25 và 0.2 và 1. Như vậy hàm in dùng để làm gì? Ở đây chúng ta x chia y là chúng ta ra số lẻ, vậy chúng ta đưa hàm in vô, chúng ta lấy được cái gì? In là integer, là nguyên. Như vậy 3.5 thì mình lấy được phần nguyên của nó là 3. Ở dưới âm 3.25, theo các bạn khi mà mình đưa hàm in vô nó sẽ ra mấy? Mình lấy phần nguyên. Phần nguyên của 3.25 thì nó sẽ là âm 4. Ví dụ bạn cho một quả trứng, ví dụ như thế, bạn cho một quả trứng thì bạn đưa hết nguyên quả trứng. Nhưng mà ví dụ như là bạn cho 3.25 quả thì 3 quả là ok rồi. Nhưng mà 0.25 đó mình có cho được 0.25 không? Mình cho nguyên quả luôn. Như vậy cái phần âm là nó lấy lui về phía sau, phần nguyên là nó lấy lui về phía sau, cho nên nó là 4. Ở đây là bao nhiêu? 0.22 là 0, lấy phần nguyên là 0. Rồi tương tự như vậy, 1 thì tất nhiên là lấy 1 rồi ha. Rồi phần nguyên của phần này là 1, dù mình có nguyên hay không thì nó cũng là 1. XQRT là hàm gì? XQRT là hàm gì các bạn? XQRT căn bậc 2, 7 cộng với 2 bằng 9. Căn bậc 2 là, căn bậc 2 của 9 là 3. Đó, tương tự như vậy chúng ta có căn bậc 2. Hàm round. Round là để làm tròn, đúng rồi. Như vậy mình sẽ bằng round. Tí nữa chúng ta sẽ ví dụ một vài bài cụ thể liên quan đến các cái hàm này. Phẩy 2, 2 tức là mình làm tròn số, 2 số. Rồi bây giờ thầy lấy ví dụ nè. Giả sử khi mà các bạn quản lý khách sạn, thì thường chúng ta sẽ đưa ra đơn giá ngày. Ví dụ khách sạn một ngày thường nó khoảng bao nhiêu tiền? 700. Ok, mình cho số nhỏ nhỏ cho dễ tính. Đơn giá tuần. Như vậy thì khi mà các bạn ở một ngày thì người ta sẽ tính 200. Nhưng nếu mình ở một tuần thì thường người ta sẽ tính bao nhiêu? Thường là nó là 1.400.000, đúng không? Nhưng mà mình tính cho 1.200.000 đi, thường là mình sẽ giảm giá cho người ta. Nếu mà ai ở được một tuần thì mình tính 6 ngày thôi. Như vậy thì giả sử cái người này số ngày người ta ở là 14 ngày, 15 ngày, rồi 27 ngày, rồi 59 ngày, ví dụ như thế. Thì ở đây mình sẽ tính thành tiền là bao nhiêu? Vậy chúng ta dùng những cái hàm để chúng ta sẽ tính toán ra là, thứ nhất là số tuần người ta ở là bao nhiêu. Người này ở mấy tuần? 15. Làm sao biết được 2? Bằng 15 chia 7. Như vậy nó ra là 2.14, không phải là 2. Vậy làm sao mình lấy được 2 thôi? Mình lấy ra mỗi số 2 thôi. Hàm gì ở trên mà mình lấy phần nguyên? Hàm in, đúng rồi. Như vậy chỗ này các bạn sẽ thêm hàm in ở phía trước. Mình lấy ra được là số 2, 2 tuần. 27 này là mấy tuần nào? 3. Đấy, như vậy thì các bạn sẽ có được số tuần người này ở. Bây giờ ở phía sau này người ta sẽ dùng một cái từ gọi là số ngày lẻ. Ví dụ số ngày lẻ ở đây 15 tuần thì
thì được 15 ngày là 2 tuần, lẻ mấy ngày? Lẻ 1 ngày, dùng hàm gì để tính được lẻ nào? Tức là 15 ngày là ở 2 tuần và dư 1 ngày. Dư. Hàm gì lấy dư? Ở trên thầy ví dụ lúc nãy hàm gì để mình lấy dư? Mod, M-O-D. Hàm mod có hai đối số. Đối số thứ nhất là mình cần là số ngày ở, rồi phẩy hay là chia? À, trong này người ta hướng dẫn mình là phẩy, phẩy mấy? Phẩy 7, đúng rồi. Chia cho 7, dư mấy? Như vậy dư 1 ngày, dư 6 ngày, dư 3 ngày. Thành tiền theo các bạn sẽ bằng gì? À, số tuần nhân cho đơn giá tuần. Bây giờ chỗ này chú ý nha, cộng với số ngày lẻ nhân cho đơn giá ngày. Như vậy mình ra được số tiền của người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba. Vậy công thức này mình copy xuống, các bạn nhìn nhé, copy xuống. Copy xuống. Ủa sao cái ông này không đồng? Tại sao? Người số 3 tại sao không? Các bạn nhìn công thức nhé. Ví dụ người số 2 thì nó là số tuần nhân đơn giá tuần. Nó nhân đúng chỗ không? Đây, cái D3 là cái màu đỏ đỏ nên nhân ở đây nè. Chỗ này đâu có gì đâu. Số ngày nhân đơn giá ngày. Như vậy thì khi mình copy xuống hai cái ô này, nó đã tự động nhảy theo công thức. Nhưng mà thực chất cả 3 hoặc là cả 100 người, cả 1000 người mình cũng muốn nhân cho mấy? Nhân cho D11 và D12, không thay đổi. Cho nên chỗ này mình phải giữ nguyên. Dùng cái gì để cố định nó lại? F4, đúng rồi, dùng F4 để cố định nó lại. Như vậy khi mà chúng ta copy công thức này xuống thì bất kỳ ai cũng nhân cho F12 và D12 và D11 cả. Như vậy F4 là chúng ta cố định lại. Như vậy đây là cái mà chúng ta sử dụng cái hàm in và hàm mod. Giả sử khi mà chúng ta tính thành tiền mà không có cái số tuần và số ngày này, mình tính trực tiếp luôn được không? Công thức của mình ghép lại được không? Ví dụ bình thường hôm trước thầy có nói các bạn là những câu mà giả sử như là khó đó, những câu là khó thì thầy hỏi các bạn để lấy điểm 10 đó. Như vậy nếu mà chỗ này các bạn làm ra số tuần rồi, số ngày rồi thì đơn giản đúng không nào? Bây giờ giả sử không có số tuần trước, không có số ngày trước thì cái C16 này nè, nó là số tuần, mình sẽ thay bằng gì? Thay bằng cái công thức mà mình tính ra được số 2 đó. Thay bằng in của cái này chia cho 7. Rồi D16 nó sẽ bằng gì? Số ngày lẻ mod, tìm số ngày lẻ mod của số ngày phẩy 7. Như vậy thì công thức của mình cũng như thế. Nhưng mà lúc này mình không cần đến mấy con số này, không cần. Công thức của mình là công thức ghép lại, được chưa? Mình đưa cái hàm in và hàm mod này vô đây, mình ghép thành một công thức dài luôn, là mình có được công thức để tính thành tiền, được không? Cũng khá đơn giản đúng không nào? Bài 4. Em
M bằng A lớn hơn B, bằng A lớn hơn B, lớn hơn B. Chỗ này nó sẽ bằng B lớn hơn C, lớn hơn C, C. Và cái hàm N, N là gì? N là và, tức là cùng xảy ra. Giả sử mình có một cái mệnh đề là tôi sẽ gì? Sở hữu xe, xe máy, ví dụ như vậy. Thì để mà sở hữu được xe máy thì các bạn phải có hai điều kiện. Tức là điều kiện gì? Thứ nhất là bạn phải đủ 18 tuổi. 18. Đủ 18 tuổi. Over the time. Đủ 18 tuổi. Và cái tiếp theo mình cần phải có để sở hữu được xe máy, phải có tiền. Không có tiền làm sao sở hữu được. Như vậy thì chỗ này mình muốn có được cái này, mình phải dùng hàm N. Như vậy giả sử trên này là tuổi 18, chỗ này là để là 18 cộng, đúng không? 18 cộng đủ 18, trên 18. Rồi chỗ này là có tiền. Bây giờ giả sử chỗ này là đúng, sai. Chỗ này là đúng, sai. Vậy trong trường hợp nào mình sẽ mua được xe? Trong trường hợp nào? Chỗ nào là đúng? Khi nào thì mình có thể sở hữu được xe máy? Là vừa có 18 tuổi mà vừa có tiền. Như vậy chỗ này chỉ có trường hợp này là true thôi. Còn lại là false hết. Bạn có tiền mà bạn không đủ 18 tuổi thì bạn không đăng ký được. Bởi vì mình sở hữu mà. Được chưa? Rồi, như vậy thì cái hàm này là hàm N. Bây giờ hàm O là hàm gì? Ví dụ như là hoặc. Ví dụ chỗ này thầy sẽ dùng hàm OR. Ở trên này đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi. Ví dụ anh này đẹp trai không? Có không? Vậy thì nếu giả sử tiêu chí của cô gái này là gì? Đẹp trai hoặc con nhà giàu ha, hoặc con nhà giàu, thì cái anh này ảnh có đủ điều kiện hay không? Trong trường hợp nếu ảnh đẹp trai đúng là được rồi, một điều kiện thôi, vì cô này nói là đẹp trai cũng được, nhà giàu cũng được. Còn nếu mà giàu đúng thì đây đúng rồi, đây đúng nữa. Còn nếu như mà không đẹp mà còn không giàu nữa, thôi để em suy nghĩ. Đó, như vậy là phone hết. Được chưa? Như vậy chúng ta dùng hàm N và hàm O là như thế. Hai mệnh đề nào mình muốn nó cùng xảy ra thì mình đưa nó vô hàm N. Còn nếu hai mệnh đề mà nó chỉ cần một mệnh đề đúng là được thì chúng ta đưa vô hàm O. Ví dụ người ta nói hãy hỗ trợ tiền Tết cho những nhân viên nữ có lương dưới 3 triệu. Như vậy mình dùng hàm N hay là hàm O? Nhân viên nữ có lương dưới 3 triệu N, tức là vừa là nữ mà vừa lương thấp thì chúng ta mới hỗ trợ, còn nếu không thì thôi, thì chúng ta phải dùng hàm N. Còn người ta nói là
nữ hoặc có lương dưới 3 triệu thì chúng ta dùng hàm or, tức là mình so sánh phái bằng nữ hoặc lương nhỏ hơn 3 triệu, nam nữ gì cũng hỗ trợ hết, thì lúc này chúng ta sẽ dùng hàm or. Hàm thống kê này là rất cơ bản đúng không nào? Max là gì? Lớn nhất là max. Các bạn sẽ tìm số lớn nhất trong dãy, range, số lớn nhất trong dãy. Như vậy, ở đây hàm max này theo các bạn là nó bao nhiêu đối số? Bao nhiêu đối số? Nó có number 1, number 2 và chấm chấm chấm. Thì chỗ này nó có n đối số, đưa bao nhiêu cũng được. Và đối số của chúng ta có thể là một ô cụ thể, hoặc là cái này là một dãy ô, một dãy ô nhỏ nhất bằng min, nhỏ nhất bằng min. Trung bình, average, trung bình cộng. Tổng giá trị, sum, khá đơn giản. Số ô chứa giá trị số là đếm số ô có giá trị số, count. Như vậy cái count này chúng ta có nhiều hàm count. Các bạn chú ý giúp cho thầy, hàm count có gì? Thứ nhất là hàm count bình thường, nó sẽ cho mình là những cái ô mà chứa số thôi. Còn count A là những ô chứa giá trị mà không phải là ô rộng, vừa số vừa chuỗi cũng được. Complement là những ô gì? Chứa giá trị trống. Những ô nào mà không có giá trị thì chúng ta dùng đến complement. Được chưa? Count-if. Count-if là gì? Ví dụ người ta yêu cầu là đếm trong lớp có bao nhiêu nam hoặc bao nhiêu nữ, hoặc người ta yêu cầu là đếm xem có bao nhiêu người lương dưới 3 triệu, thì chúng ta sẽ dùng count-if có điều kiện vô. If s, s là nhiều. Vậy công thức của chúng ta có hai điều kiện. Ví dụ công ty yêu cầu các bạn thống kê dùm là bao nhiêu nhân viên nữ mà lương dưới 3 triệu, thì mình sẽ đếm count-if vô đây. Như vậy người ta yêu cầu giá trị số thì mình dùng hàm count, count cái bảng này. Bây giờ đến chỗ này nè, người ta yêu cầu nè, số ô chứa giá trị chuỗi, tức là ô nào có chữ thì hiển thị ra đây. Ô nào có chữ hiển thị ra đây. Vậy công thức chỗ này là gì? Tổng cộng là bao nhiêu ô? Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Một, hai, ba, bốn, năm. 35 ô. Trong đó có 24 ô chứa giá trị số. Ô chứa giá trị, giá trị. Ok, giá trị này chắc là cao A quá. Cao A dưới giá trị thôi mà. Rồi, có bao nhiêu ô chứa giá trị chuỗi? Cho thầy biết nè, công thức làm sao? Bằng khao gì? Mình thêm cái nữa đi cho nó dễ dễ thấy. Số ô chứa giá trị số thì mình dùng khao. Count. Bây giờ số ô chứa giá trị chuỗi là bao nhiêu? Công thức là gì? Số ô chứa giá trị chuỗi. Ví dụ như mình đếm nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Làm sao cho này ra được số 6?
nhiều hơn dưới giá trị chuỗi thì chúng ta mới bắt đầu suy nghĩ đúng không? Bởi vì công thức của chúng ta nó chỉ cho chúng ta đếm được là có bao nhiêu ô chứa giá trị số và chúng ta đã dùng hàng cao rồi. Rồi, bao nhiêu ô chứa giá trị, tức là ở đây có tổng cộng 35 ô mà nó có một ô không có giá trị, hai ô, ba ô không có giá trị là nó bỏ ra rồi, thì nó còn 32 ô có giá trị. Và người ta hỏi nữa là bao nhiêu ô chứa giá trị chuỗi, bao nhiêu à? 6, 8 ô chứ, 1 nè, 2 nè, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Làm sao để ra chỗ này số 8? Công thức như thế nào để chỗ này nó ra số 8? 15 à, G15 trừ G14. Ok, như vậy thực ra chỗ này chúng ta sẽ có công thức là gì? Bằng kháo A là tổng ô chứa giá trị trừ cho tổng ô chứa giá trị số. Đó là công thức của chúng ta, nó sẽ là như thế. Tổng ô chứa giá trị trừ cho tổng ô chứa giá trị số thì nó ra ô chứa giá trị chuỗi. Ô chứa giá trị lớn hơn 50 mình dùng khao gì? Khao có điều kiện lớn hơn 50 thì nó sẽ là khao ít. Vùng mình dò là đây. Phải điều kiện là gì? Người ta cần là lớn hơn 50. Các bạn, nếu như các bạn để ở đây lớn hơn 50 đóng ngoặc enter, nó báo lỗi. Bạn phải đưa cái 50 này vào nháy kép. Nháy kép thì nó cho là 8 ô có giá trị lớn hơn 50. Ví dụ chỗ này mình cho thêm số 6 đi thì nó sẽ lên 9 ô có giá trị lớn hơn 50. Ô có bắt đầu bằng chữ com thì mình cũng khảo if ren vùng. Rồi điều kiện ở đây sẽ là gì? Bắt đầu bằng chữ com. Giả sử bạn gõ chữ com enter, nó cho ra không, tức là không có cái ô nào mà có chữ com cả. Bởi vì nó chỉ có là compact computer comment, chứ nó không có chữ com. Vậy lúc này chúng ta sẽ có dấu sao ở phía sau. Dấu sao nó sẽ đại diện cho nhiều ký tự. Ở phía trước nó có chữ com, ở phía sau là cái gì cũng được. Như vậy có 3 ô như thế. Rồi đến đây, phần này nó liên quan đến ngày tháng. Có bao giờ các bạn tự hỏi thử là sinh nhật của mình còn bao nhiêu ngày nữa không? Không. Có bao nhiêu, có khi nào mình hỏi là bao nhiêu ngày nữa đến sinh nhật của người yêu không? Không. Hả? Không, mà không chú ý qua mất cái ngày sinh nhật của người yêu rồi tiêu luôn. À, nó giận luôn. Và thực ra cái này thầy hỏi vui, nhưng nếu các bạn đi làm, các bạn làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng thì cái ngày sinh nhật của người yêu nó không quan trọng bằng cái ngày sinh nhật của khách hàng. Như vậy thì bạn là người quản lý khách hàng, bạn quản lý khoảng bao nhiêu khách hàng? À, cỡ vài trăm, cỡ vài ngàn khách hàng. Như vậy mình có đủ thời gian để mình xem thử là còn bao nhiêu ngày không? Giả sử người ta cho các bạn một cái file Excel, người ta cho các bạn ngày sinh của khách hàng, thì mình sẽ làm cái hàm và nó hiển thị cho mình biết được là hiện nay còn bao nhiêu ngày đến sinh nhật. Như vậy cứ mỗi ngày bạn mở file Excel lên, công ty yêu cầu đến ngày sinh nhật thì gửi mail, gửi thiệp chúc mừng. Còn trước ngày sinh nhật, nếu mà khách hàng VIP thì gửi quà chẳng hạn, trước bao nhiêu ngày, trước 7 ngày, trước 5 ngày gì đó, thì chúng ta sẽ có cái hàm để cho Excel nó tự tính cho chúng ta.
và chúng ta mỗi ngày chúng ta mở lên là chúng ta thấy ngay. Và khách hàng nào chúng ta đã làm gì rồi, gửi mail rồi, gửi quà rồi, chúng ta check vô đó. Được chưa nào? Như vậy thì chúng ta sẽ ứng dụng cái này để làm việc đấy. Serial là một con số biểu diễn ngày. Giả sử hôm nay chúng ta có ngày 20/11/2020. Và ở đây thầy đang biểu diễn kiểu ngày 20/11. Vì thầy set ngày ngược cho nên mình phải nhập ngược 11/20. Đó, nó lui về bên phải thì mới đúng kiểu ngày. Ở trên này nó format kiểu ngày thì mình thấy như vậy. Nếu giả sử mình format nó không phải là kiểu ngày mà là general thì nó ra con số là 44.155. Cái này có nghĩa rằng ngày thứ mấy kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1900. Cái này, ngày này là ngày đầu tiên à. Ngày 1 tháng 1 năm 1900 người ta đánh dấu là ngày thứ nhất. Như vậy ngày 2, ngày 2 tháng 1 năm 1900 nó là số mấy? Serial của nó sẽ là số ngày 2 tháng 1. Short day, ngày 2 tháng 1, ngày tháng trước, ngày 2 tháng 1. Như vậy nó sẽ là số 2. Như vậy mình nhìn vô cái serial là 44.155 thì mình hiểu là ngày 20 tháng 11 này nè là ngày thứ 44.155 so với ngày 1 tháng 1 năm 1900. Rồi, các cái serial này chúng ta có thể đổi lại kiểu ngày để chúng ta xem thử nó là ngày nào. Ngày 6 tháng 12, ngày 28 tháng 5, ngày 10 tháng 10. Bây giờ mình dùng hàm gì để mình lấy được cái kiểu ngày ra? Dùng hàm gì để lấy được kiểu ngày? À, mấy bạn ở dưới chú ý giùm thầy nha. Đến khi kiểm tra mà thầy hỏi cái không biết nó mất công lắm. Chú ý. Rồi, dùng hàm gì để lấy kiểu tháng? Mình lấy tháng ra. Rồi, hàm gì để lấy năm? Hàm year. Lấy năm. Bây giờ người ta hỏi là số thứ tự của ngày trong tuần. Hôm nay là thứ mấy? Thứ sáu. Như vậy cái thứ sáu đó gọi là số thứ tự ngày trong tuần. Vậy mình có hàm liên quan đến tuần thì nó sẽ là week. Như vậy nó có hai cái, week day và week năm. Hai cái này có ý nghĩa gì? Week day là trả về giá trị từ 1 đến 7 để chỉ những ngày trong tuần. Còn week năm là gì? À, số tuần trong năm. Một năm có bao nhiêu tuần? Rồi, ok. Như vậy thì số ngày trong tuần mình sẽ coi thử là cái này là thứ mấy? Thứ hai. Tương tự như thế, mình copy công thức xuống thử coi. Thứ 7, thứ 3, thứ 2. Và người ta nói rằng tạo lại cái ngày từ ba cái con số này. Tạo lại cái ngày. Như vậy mình sử dụng cái hàm để tạo lại là ghép từ những số riêng lẻ tạo thành một kiểu ngày tháng. Year trước, phẩy, tháng, phẩy, ngày. Như vậy mình đã có được ngày tháng năm giống như là cái ngày tháng năm ở trước mình thấy. Bây giờ thầy sẽ đặt ra câu hỏi là ngày sinh nhật năm nay. Ngày sinh nhật năm nay của bạn này là bao nhiêu? Sinh nhật năm nay của bạn này là bao nhiêu?
theo các bạn nó là mấy? Chỗ này nó sẽ là mấy? Đổi lại kiểu ngày tháng năm cho nó dễ. Shop day bao nhiêu các bạn? Ví dụ bạn đầu tiên sinh nhật ngày mấy? Rồi, ví dụ như bạn đầu tiên nè, sinh nhật năm nay là ngày mấy? Ngày 6 tháng 12 năm 2020. Như vậy làm sao để cho nó xuất hiện cái ngày 6 tháng 12 năm 2020 ở đây? Rồi 100 khách hàng khác mình cũng gõ luôn. Ngày sinh người ta có rồi, công thức có rồi, thì mình sẽ bằng gì? À, date của gì? Năm. Năm nào? 2020. Giả sử công thức này đến sang năm mình vẫn xài được. À, today. Như vậy cái hàm mà các bạn sẽ dùng cho năm hiện tại, ngày tháng hiện tại là hàm today. Bạn sẽ có được ngày tháng năm hiện tại. Và nếu tí nữa nói đến giờ thì các bạn sẽ có hàm now để biết giờ phút giây hiện tại là bao nhiêu ha, ngày tháng năm giờ phút giây. Như vậy chúng ta sử dụng hàm today để lấy năm ra, thì chỗ này các bạn sẽ bằng date để ghép năm. Bạn lấy năm của năm nay, đó mình lấy được năm rồi, đến tháng. Tháng của tháng sinh phẩy ngày, ngày của ngày sinh. Như vậy mình đã ghép được là ngày tháng năm sinh nhật của bạn trong năm này. Vậy mình sẽ hỏi là số ngày đến ngày sinh nhật, số ngày đến ngày sinh nhật còn mấy ngày? Làm sao mình biết còn mấy ngày nữa đến ngày sinh nhật? Bằng gì? Lấy ngày sinh nhật năm nay trừ cho, à đúng rồi, trừ cho today. Bạn này, tại vì mình đang format kiểu ngày, vì mình đang thao tác với kiểu ngày cho nên nó tự động nó format kiểu ngày. Mình chọn kiểu general nó sẽ hiển thị. Bạn này còn 16 ngày. Bạn này còn âm 176 ngày. Đã qua rồi, đúng rồi. Như vậy, khi các bạn quản lý khách hàng thì các bạn chỉ cần lập cái công thức này là các bạn đã có được số ngày đến ngày sinh nhật của khách hàng. Và nếu ngày mai mình chạy lại công thức này thì còn 15, ngày mốt thì nó còn 14. Và như thế cứ mỗi lần, mỗi ngày mình mở file Excel lên là mình đã thấy được danh sách khách hàng của chúng ta còn bao nhiêu ngày để chuẩn bị làm một việc gì đó. Như vậy mình sẽ quản lý được số ngày sinh nhật còn lại của khách hàng sắp đến. Như vậy khi các bạn học Excel đó thì vấn đề là các bạn học công thức này quá dễ. Days, hoặc các bạn học công thức month, hoặc là year, hoặc là date. Nói chung là những công thức này đơn lẻ thì rất là đơn giản. Nhưng mà để ứng dụng làm được một cái việc như thế này thì có thể các bạn chưa nghĩ đến. Đôi khi nó rất gần với chúng ta và rất cần. Đây là một ví dụ cực kỳ đơn giản. Còn những ví dụ khác, những công việc khác mà bạn dùng những cái hàm áp dụng vô công việc của mình, cái đấy mới là quan trọng. Rồi, ở đây là nó đến một cái bài tập và cụ thể rồi.
Ví dụ người ta nói là lập công thức cho mã loại biết rằng ký tự cuối cùng của mã loại, cuối cùng là dùng hàm gì? Cuối cùng của hợp đồng là mã loại, vậy dùng hàm gì lấy ký tự cuối? Write của mã, chúng ta sẽ lấy ký tự cuối. Hàm này mấy đối số? 2 đối số. Nhưng nó có đối số đầu tiên là bắt buộc, còn đối số thứ hai nằm trong dấu nháy kép. Có cũng được, không cũng được. Nếu có thì sao, mà nếu không thì sao? Nếu như bạn bỏ trống, tức là không có đối số thứ hai, thì nó cũng giống như phẩy 1. Hai cái đó giống nhau. Nếu bạn bỏ trống thì nó lấy một ký tự cuối, còn nếu đó là hàm lép thì một ký tự đầu. Chữ khi nào bạn lấy hai ký tự thì bắt buộc bạn phải gõ, còn nếu như mình chỉ cần một ký tự thì đóng là đủ rồi, một ký tự cuối. Số thứ tự hợp đồng biết rằng ba ký tự giữa là hàm gì? Middle. Mình sẽ lấy 3 ký tự cuối. Như vậy chỗ này mình sẽ làm mid. Mã hợp đồng lấy từ ký tự thứ mấy? 3 ký tự giữa. Lấy 125, tức là mình lấy từ ký tự thứ hai. Lấy mấy ký tự? 3 ký tự. Như vậy các bạn đã có được 125. Cả lớp im lặng, không biết là đã có ổn cái công thức mấy cái hàm cơ bản này hay chưa, hay là hả sao? Nhìn thì đơn giản nhưng mà khi áp dụng vô bài mới quan trọng. Bây giờ cái số hợp đồng, số thứ tự hợp đồng rồi giảm giá, nếu mã loại là một, có chữ nếu vào thì mình dùng gì? If. Có chữ nếu thì dùng if. Nếu như loại là một, như vậy thì ở đây mình đã lấy được mã loại thì các bạn lấy, các bạn so sánh trực tiếp. Còn nếu mà mình chưa lấy thì mình sẽ dùng write kèm vào. Nếu mã loại bằng gì? Bằng một, có đúng hay không? Nếu như Excel từ 207 trở đi thì nó thông minh hơn, nó hiểu 1. Còn nếu mà Excel 203, bạn so sánh C3 bằng 1 là không biết nha, C4 bằng 1 là nó cũng không bằng luôn á. Bởi vì cái 1 này nè, nó là chuỗi, còn cái 1 mình so sánh ở đây là số thì nó không bằng. Nhưng mà chỉ 203 thôi, còn 207 trở đi nó thông minh hơn là nó biết. Cho nên để cho cái công thức nó đúng nhất, bạn đưa vô đây số 1 trong giấy kép. Nếu như là 1 thì mình giảm 30% nhân đơn giá nhân số lượng, nó bằng 30%. Còn không thì bạn giảm 50%. Bạn làm vậy thì công thức nó sẽ gọn hơn. Mình lấy cái giảm xong bắt đầu mình mới nhân. Nhân cho đơn giá, nhân cho thành tiền. Như vậy thì mình đưa cái đơn giá và thành tiền ra ngoài nó sẽ gọn hơn. Bạn đưa vô trong cũng được, nhưng mà đưa ra ngoài nó sẽ gọn. Giảm giá, đấy là giảm giá. Thành tiền bằng số lượng nhân đơn giá trừ giảm giá. Như vậy mình có thành tiền. Như vậy những cái bài này là những cái bài rất là cơ bản. Bài số 8. Xếp loại, xếp hạng. Xếp hạng, xếp hạng trước dễ hơn. Xếp hạng là gì? Ví dụ như là cái anh 9.5 thì ảnh là đứng hạng mấy? Hạng nhất.
Vậy thì mình phải cho xếp hạng chỗ này là số số 1. Vậy công thức của mình làm sao để cho nó có được là số 1? Giả sử như ký anh 9.2 là số mấy? Làm sao mình biết ảnh số 2? Làm sao biết? Như vậy thì để biết được ảnh số 1 hay số 2 thì lấy chính cái ô này mình đi so sánh với cả lớp. 9.2 cũng vậy, mình lấy cái ô này mình so sánh với cả lớp. Và tất cả mọi người đều so sánh với cả lớp. Nhớ chữ cả lớp nha. Thì nó sẽ dùng hàm để xếp hạng là rank. Như vậy thì hai cái này nó có hai hàm mà các bạn hay nhầm là rank và rank. Hai hàm này, hàm này là để xếp hạng, còn hàm này dùng để làm à random. Đúng rồi. Như vậy thì chúng ta xếp hạng, nó hỏi nè số, tức là mình lấy cái 5.9 này mình đi tìm trong cái dãy cả lớp có nhấn gì không? Nhấn F4 để làm gì? Để tí nữa mình sẽ copy cái công thức này xuống dưới, nó không bị chạy. Bởi vì bất kỳ người nào mình cũng so sánh với cả lớp cả. Cho nên các bạn nhấn F4 chỗ này giúp thầy. Kiểu dò tìm tăng dần hay giảm dần? Người có điểm cao nhất là có số nhỏ nhất. Vậy cái này là giảm dần. Giờ gõ vô số. Số 0. Như vậy mình xem từ cái anh 9.5 có phải là số 1 không? Đây, ảnh là số 1. Còn nếu như bạn đổi cái này là số 1 thì anh có điểm thấp nhất là số 1. Đó. Như vậy chúng ta có thứ hạng. Cái thứ tự này, xếp loại này nè. Xếp loại. Thì nếu trong trường hợp mà người ta đã cho cái bảng này rồi, cho bảng này rồi, thì chúng ta sẽ dùng hàm dò tìm cho nó nhanh. Còn nếu mà người ta không cho cái bảng này mà người ta nói rằng nếu như điểm từ 9 trở lên là giỏi, từ 7 trở lên là khá, người ta chỉ viết vậy thôi, người ta không cho bảng, thì mình dùng if. Còn nếu người ta cho bảng như thế này thì mình dùng cái H và cái V. Các bạn phân biệt được chỗ này. Đối với lại V lookup là người ta cho giá trị theo hàng ngang, giá trị theo hàng ngang để so sánh. Còn nếu H lookup là giả sử chỗ này người ta cho điểm trung bình, ở dưới đây người ta cho xếp loại. Ví dụ điểm trung bình là 0, 5, 7, 9. Trung bình chỗ này người ta cho là yếu, rồi trung bình, rồi khá, rồi giỏi. Như vậy trong trường hợp mà người ta cho cái bảng giống như vậy thì mình dùng H lookup. Còn nếu người ta cho bảng theo dòng, từng record theo dòng là mình dùng V lookup. Như vậy mình dùng V như thế nào? Bằng V lookup. Giá trị dò là có phải mình lấy điểm trung bình không? Rồi, dò ở đâu? Dò trong bảng. F4 lại, bởi vì cả lớp mình đều dò như thế. Nếu tìm thấy thì trả về cột thứ mấy trong bảng dò? Đây là cột mấy? Đây là cột. Vậy thì chỗ này mình trả về cột mấy? Cột 2. Kiểu dò. Kiểu dò true or false. Dò tìm chính xác hay là dò tìm tương đối? Nếu như chính xác thì 5.9 có trong bảng không? Không. Nếu mình gõ số 0, tức là dò tìm chính xác, thì cái anh 5.9 này anh không có, anh sẽ báo là không có giá trị. Không có giá trị trả về. Và gần như không ai có hết. Vậy chỗ này mình sẽ dò tìm tương đối. Dò tìm tương đối, tức là
nó không có thì nó tìm cái giá trị trước đó gần nó. 5.9 thì trước đó là 5, nhỏ hơn, gần nó. À, rồi 8.6 thì cái nhỏ hơn gần nó là 7. Còn thằng nào mà trên 9 thì mới giỏi. Đây 9.5, 9.2. Như vậy chúng ta dùng cái hàm VLOOKUP. Và cái quan trọng ở chỗ này là số 1, tức là dò tìm tương đối. Nếu cái bảng người ta cho với những con số giới hạn mà trong cái số liệu dò thì nó quá trời số, có đủ thứ giá trị hết, thì chúng ta sẽ hình dung là chúng ta đang dò tương đối. Và muốn dò tương đối thì cái bảng này bạn phải sắp theo thứ tự tăng dần nha. Nếu mà chỗ này bạn đưa cái giỏi này lên trước, bạn đưa cái khá này xuống là nó sai liền, nó dò không ra. Điều kiện là cái bảng này phải được sắp xếp thì chúng ta mới dò được. Nếu như chỗ này bây giờ mình không có dò theo bảng này mà mình dò theo bảng kia, mình dùng HLOOKUP. HLOOKUP giá trị dò phải vùng dò F4 phải trả về cột thứ hai, dòng thứ hai phải 1. Nó ra trung bình, anh này khá ra chữ K, anh này giỏi ra chữ G. Đó, nếu mình dùng HLOOKUP thì nó dò cái bảng này. Còn dùng VLOOKUP thì dò bảng này. Tùy mình muốn dò theo cái nào. Cái bảng người ta cho cái nào thì mình dò cái đấy. Bảng người ta cho theo dạng recall nằm ngang thì mình dùng V. Còn bảng mà người ta cho dữ liệu nằm đứng, tức là Y yếu là 0, trung bình là 5, thì chúng ta dùng HLOOKUP. Được chưa nào? Như vậy thì các bạn sẽ thử lại những cái bài từ 1 đến 8A. 8B là mình dùng thêm một số cái hàm để mình đưa tên của vô đây. Ví dụ chỗ này tên hàng Honda dễ đúng không nào? Khi nào có chữ H đây, cái mà nãy thầy nói đây, thì mình dùng hàm gì? Người ta cho theo bảng này thì mình dùng gì? HLOOKUP. Rồi thầy ví dụ cái này luôn. HLOOKUP. Bây giờ lấy cái gì để đi dò? Ở đây người ta chỉ cho HSI thôi. Còn cái mà mình có ở đây là F11, Y11. Mình dùng LEFT, mình lấy một ký tự ở phía trước thôi. Lấy một ký tự phía trước để đi dò. Phải bảng dò F4 phải tìm thấy thì trả về dòng thứ hai. Bây giờ chỗ này mình 0 hay là 1? Chính xác là 0. Dò tìm chính xác. Phân khối tương tự như vậy, phân khối bên này người ta cho theo bảng như thế này, tức là dữ liệu theo dòng, thì mình dùng VLOOKUP. VLOOKUP cũng tương tự như vậy, mình lấy hai ký tự cuối của cái mã này đi dò ở đâu? Dò trong bảng này. Nếu tìm thấy trả về cột thứ hai, dò tìm chính xác phân khối 110. Bây giờ tên xe người ta cho vậy đó, Honda mà 100 á là rim, Honda mà 110 là wide, Honda 125 là space. Vậy thì làm sao để có được cái giá trị này vô đây? Bây giờ bạn nào xung phong làm giúp cho thầy cái hàm này đi. Giúp cho thầy cái này đi thì mai mốt khỏi kiểm tra Excel.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây, như vậy ở đây chúng ta sẽ dò trong cái bảng này. Như vậy thì nó có hai cách dò. Nếu như mà chúng ta dò theo 100, 110, 125 trước thì chúng ta dùng H luôn cơ. Còn nếu như mà các bạn dò theo Honda, Suzuki, Yamaha thì các bạn dùng V luôn cơ. Bây giờ mình dùng V cho nó đơn giản. Mình dùng, mình lấy giá trị dò là Honda, Suzuki. Như vậy mình lấy tên hãng để mình dò. Dò trong bảng này. Và cái mà chúng ta cần ở đây chúng ta sẽ có bằng VLOOKUP, giá trị dò là tên hãng, phẩy vùng dò là dò nguyên cái vùng này F4. Bây giờ cột trả về. Cột trả về. Bây giờ ở đây nó hỏi cột trả về là cột nào. Ví dụ ô này mình trả về cột mấy. Ngay tại ô này mình trả về cột mấy. Suzuki 110. Suzuki 110 là cột mấy của bảng đây? À, chỗ này là 110 là cột 3, 100 là cột 2, 125 là cột 4. Vậy làm sao mà mình có 100 thì cột 2, 110 thì cột 3, 125 thì cột 4? Làm sao để có được việc đấy? Như vậy thì công thức của đây, mình giả sử chỗ này mình viết chưa xong, mình đem dấu nháy vô, mình treo công thức ở đó. Bây giờ thầy giả sử thầy thêm vô một cái vị trí, làm sao để thầy biết được là cái ô này, chỗ này nè, thầy lấy cột mấy. Vậy thì thầy sẽ so sánh. Nếu như cái này bằng mấy, bằng 100 thì trả về cho thầy cột 2. Còn không, nếu cái ô này mà bằng 110 trả về cho thầy cột 3, còn không trả về cột 4. Như vậy thì mình đã biết được là mình sẽ trả về cột mấy không? Bằng 1C3. Rồi chỗ này tại sao nó không ra toàn cột 4 không vậy? Tại sao? Tại vì chỗ này cái 110 của mình nó là chuỗi. Còn cái 110 mà mình đang so sánh là số. Cho nên để mà có được thì chúng ta có thể so sánh với chuỗi chỗ này. Chuỗi 110. Chuỗi. Đó, cột 2, đó, cột 3, 4. Như vậy là mình đã có cột trả về chưa? Mình sẽ dùng công thức if để mình đưa vô cột trả về. Như vậy chỗ này công thức của mình sẽ là cột trả về là nguyên cái hàm if này. Giá trị của mình dò tìm chính xác. Như vậy mình đã có được Viva Sirius Spicy FX. Đó là mình sử dụng cái hàm if để mình lấy cái giá trị trả về cột thứ mấy. Kịp không? Đây là nguyên cái cột trả về nè. Nó lấy cho mình giá trị là 2 hoặc 3 hoặc 4. Trả về cột thứ mấy? 2 hoặc 3 hoặc 4. Được chưa? Đấy, như vậy các bạn. Hoặc là chỗ này bạn sẽ kết hợp một công thức khác. Thay vì if, mình có thể dùng công thức này. Dò tìm xem từ cái thằng 110 này nó nằm ở đâu trong cái dãy này. Vị trí số 1, vị trí số 2, vị trí số 3. Tất nhiên sau khi mình dò xong chỗ này 16 F4 cho thầy cái. Sau khi mình dò xong thì mình phải cộng thêm 1 không là dò tìm bằng, cộng thêm 1 cho thầy. Đó thì nó cũng ra y chang. Chỗ này không tìm thấy
Tại sao không tìm thấy C525? Trăm hai mươi lăm đây không tìm thấy mà trăm hai mươi lăm đây thấy là sao? Cột trả về cho mình cột 4 C5 Tại sao thầy bị thiếu rồi? Đây, cột của mình là mình phải tìm ra đến ngoài này nè. Ok. F4. Đó. Tại mình tìm thiếu. Rồi. Cái công thức của mình là như thế.